Nhìn cái gì? Thích nhìn không? Múc cho phát bây giờ. Đấy là bản năng sát thủ của môn phái Hợp Hoàn các bạn nhá. Đây là một trong những môn phái khả năng bạo kích công khống chế khá là ok luôn. Mỗi tội là bị cong vẹo cuộc sống các bạn ạ. Và các bạn có thể nhìn thấy bộ skill chiêu thức của môn phái Hợp Hoàn này thì tốc đánh khá là cao. Đặc biệt lại còn tim tủng các kiểu mà lại không phải ngày Valentine đâu, mà là cái hiệu ứng mê hoặc đấy các bạn ạ. Nếu như mà các bạn đã trúng cái hiệu ứng mê hoặc của môn phái Hợp Hoan này, chắc chắn là các bạn chỉ có đau ỡ đây này thôi, không thể đánh đấm được gì đâu nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết nha. Là skill đầu tiên phi hoa thì cũng là một skill gọi là đánh thường thôi, nhưng mà đánh gần như các bạn, game 101% sát thương thì em nào cũng vậy. À, tiếp theo skill tình võng. Tình võng hay là tình võng hay tình vòng gì thì mình không rõ lắm. Mặc dù skill này thì nó không gây ra mình nhiều sát thương, nhưng nó lại mang những hiệu quả giảm tốc rồi thì giảm trị liệu, giảm khôi phục các kiểu của đa điều thì rất là khó chịu nha. Tốc đánh của nó cũng rất là cao nữa các bạn. Thì những cái bút bất lợi đấy nó sẽ diễn ra trong vòng 5 giây. Và thật là trùng hợp khi mà chiêu thức này nó cũng hồi chiêu chỉ có 5 giây thôi. Thì hầu như nếu các bạn đứng trong tầm chiêu thức tình võng này thì các bạn chắc chắn lúc nào cũng sẽ bị giảm tốc rồi thì giảm trị liệu như các bạn. Khó chịu vai cả trưởng luôn. Skill chuyển động thứ hai đó chính là cựu mộng. Đọc đau hết cả mồm. Đấy, skill này thì công kích mục tiêu trong phạm vi gần thôi. Tăng công bằng 1,1% sinh lực hiện tại. Đấy là lý do tại sao mà mình bảo các bạn, dù em này nhìn có vẻ mỏng manh dễ vỡ, nhưng khi mà chúng ta build vào sinh lực cho em nó thì nó vừa trâu mà sức sát thương gây ra càng khủng khiếp, bởi vì nó đánh theo phần trăm máu của bản thân mà. Ngoài ra thì có thêm một skill tăng giới hạn chân khí này, tăng thêm bạo kích này các bạn này. Tiếp theo ở cái tầng skill thứ hai thì chúng ta có một cái skill mang tên là Thu Ba. Thì với cái skill này nó có thêm cái hiệu quả gây mê hoặc. Tất nhiên là cái lượng sát thương của nó gây ra không được nhiều như các bạn, nhưng nó có thể đánh được quần thể và gây mê hoặc trong vòng 3 giây. Đồng thời tăng giới hạn sinh lực của đồng đội xung quanh lên nha các bạn. Duy trì trong vòng 60 giây, hồi chiêu 10 giây. Hồi chiêu rất là nhanh nha. Đấy là lý do tại sao mà môn phái này các bạn nhìn thấy tốc độ đánh nó gọi là spam chiêu thức nó cực kỳ khủng khiếp luôn. Bởi vì tốc độ hồi chiêu của nó quá nhanh các bạn ạ. Rồi, hãy xem đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Mê hoặc 3 giây có làm được cái gì đâu. Đều có cái trái tim có chữ mị trên đầu. Đấy lý do tại sao mình bảo các bạn là đau ỡ đây này mà. Quyết tuyệt. Ui. Nhưng phải công nhận là skill của em Hợp Hoan này toàn những skill đọc kiểu mồm méo hết cả lên các bạn ơi. Tăng 16% công, tăng 800% giới hạn sinh lực này. Rất nhiều skill để có thể là tăng sinh lực nha các bạn. Hồi sinh lực tương ứng nữa cơ. Ôi, trong vòng 8 giây. Đấy, chiêu thức hồi có 3, 5 rồi 15 giây đây. Phê vãi. Vãi nổi, skill tiêu hồn. Làm nào mình lại đọc lỡ ngớ ra bồn tiêu. Vãi cả trưởng. Công địch xung quanh 5 bước 2 lần. À, kích đầu thêm 84% công và gây 175% sát thương. Tức là đòn đánh đầu tiên ấy thì nó sẽ gây ra sát thương nhiều hơn nha. Giảm cho kẻ địch 8% né này, kèm thêm hiệu quả chảy máu. Ô, ủa, cũng có hiệu quả chảy máu luôn các bạn. Ảo thật đệ. Đi cùng với cả môn phái quỷ vương này, bộ đôi có chảy máu à. Gây 60% sát thương. Và sinh lực mục tiêu càng thấp thì sát thương gây ra càng cao. Đây, có một skill bị động là Vân Vũ này. Tăng mê hoặc nha các bạn. Tiếp tục là kháng mê hoặc này, kháng định thân này. Rồi, và skill chủ động tiếp theo là Giang Nam. Tấn công nhanh mục tiêu lân cận 4 lần, mỗi lần kèm 643 tấn công gây 175% sát thương. Ồ, skill này bình thường ấy nhỉ? Không thấy có gì quá nổi bật, chả có mấy hiệu ứng cả các bạn ơi. Chỉ là một skill gây sát thương đơn thôi. Rồi, để mình xem là ở tầng skill thứ 3 thì em này có cái gì gọi là đặc biệt hơn không nha. Phù quang, ui, skill này khi mà sử dụng cái là được xóa tất cả những cái khống chế luôn này các bạn ơi. Đặc biệt là có giảm 10% sát thương bạo này. Còn sát thương mà khi không bạo kích thì cũng sẽ giảm đi 25%, tức là khá lớn đấy nha các bạn ơi. Đồng thời là tăng 30% tốc độ di chuyển và duy trì trong vòng 6 giây. Trong vòng 6 giây mà tăng 30% tốc độ là cũng căng đấy chứ. Rượt đuổi mục tiêu cũng ngon lành đấy chứ các bạn. Phát động tấn công thì sẽ xóa hiệu quả bí thuật. Ồ, nhưng mà các bạn lưu ý nha. Bởi vì là khi mà tấn công một phát là sẽ xóa đi cái hiệu quả của bí thuật nha các bạn. Tức là skill này sử dụng xong thì mình không được làm gì cả các bạn nha. Thì cái skill này có hai mục đích. Một là các bạn dùng để áp sát mục tiêu, thì nếu như áp sát được rồi thì các bạn mới sử dụng skill tấn công. Hai là nếu như skill này dùng để tăng tốc độ để mà chạy trốn ạ, thì các bạn tốt nhất là cứ để cho nó duy trì hết cái hiệu lực của skill đấy thì các bạn mới ấn tấn công nha. Nếu không mình sẽ bị lãng phí cái skill này nha. Tiếp theo, skill ảo chân. Tăng cho bản thân 25% né, nhưng mà trong vòng 6 giây lại giảm còn không. Ô, ảo thật đấy. Thề luôn, cái skill ảo chân này nó cũng ảo y như kiểu là tên skill luôn. Đọc mà không hiểu một cái gì luôn các bạn ạ. Tăng thêm cho bản thân 55% né. Đồng thời khi công né, hồi phục sinh lực cho tự thân bằng 30% sát thương né. What the hell? Tại sao lại đánh mà lại né là như nào?
không hiểu lắm. Thôi để mình ngâm cứu lại, sau đó thì sẽ chia sẻ với các bạn khi nào mà mở được skill này nhá. Tiếp tục là skill về ẩn hiện thì né tăng 70 này, tuyệt tình là tăng sát thương bạo, ngưng thần là tăng công. Thôi đến luôn với skill liên ảnh đi xem nào. Công mục tiêu quần thể 5 mô xung quanh bản thân 6 lần, mỗi lần thêm 112% sát thương, duy trì trong vòng 3 giây. Đồng thời mỗi đòn đi kèm hiệu quả mất máu và khi phóng hoàn toàn nó có thể di chuyển được và giảm sát thương phải nhận đến 10%. Đối với những skill mà vừa đánh vừa có thể di chuyển được thì nó sẽ rất phù hợp khi mà chúng ta cần để áp sát vào chủ lực của đối phương nha. Bởi vì là vẫn gây sát thương được mà vẫn có thể là áp sát được. Bởi vì một số những môn phái khi mà nó đánh ấy, nó sẽ cần phải đứng im để nó vận chiêu, như là môn phái cung thủ này hay là môn phái trục xương thì cũng có những skill mà phải đứng yên thì mới có thể sử dụng được skill chiêu thức. Thành ra là em nó có thể áp sát được đối phương và kết liễu được mục tiêu chủ lực khá là ngon các bạn ơi. Sủng ái như nào, xông vào mục tiêu xa và thêm đánh gãy, gây 400% sát thương này. Đây này, skill này gọi là một skill kiểu sát thủ này. Kèm thêm 80% bạo này, cộng với cả 20% tỷ lệ bạo và 15% sát thương bạo tăng thêm nữa. Wow, đây mới là một skill để dành cho sát thủ này các bạn này. Tuyết Nguyệt, công mục tiêu 4 lần, mỗi lần 1464 lực công và gây 150% sát thương. Đồng thời mỗi lần công sẽ lần lượt thêm mê hoặc 10% sát suất bạo, 5% dị thương và 8% thêm lực công nha các bạn. Thì sau khi mình trải nghiệm cái môn phái hợp hoan này thì mình thấy là môn phái này đi farm khá là ngon, nhưng với điều kiện là phải có một vị tướng tiên phong nữa để có thể là chống đỡ trong nó nhá. Bởi vì bộ skill chiêu thức của em này thì có khá là nhiều skill mà đánh quần thể ấy các bạn. Mà trong trường hợp khi mà chúng ta đi farm đây các bạn có thể nhìn thấy tất cả con quái nó nhô vào nó đánh mình này. Mà máu cũng như là phòng thủ của môn phái hợp hoan này thì nó khá là ít các bạn ạ. Đấy, thành ra là nếu như chúng ta mà không có đủ những cái bình, cái viên sinh lực ở đây thì chắc chắn là đi farm cực kỳ khó khăn nha các bạn ơi. Khó hơn môn phái quỷ vương rất là nhiều nha. Nhưng mà môn phái này nó lại mạnh ở cái điểm nó chính là có thể áp sát được với những cái bạn nào mà chơi môn phái kiểu sát thương chủ lực hay là tầm xa để có thể kết liễu được nó khá là dễ dàng nha. Em này sau này nếu như các bạn build thêm bằng máu thì sẽ có thêm nhiều sát thương hơn, do là nó sẽ lấy thêm khoảng 1,1% sinh lực để làm sát thương ở thời điểm skill level 1 nha. Còn lên level 13 chắc chắn là nhiều phần trăm hơn nữa đấy. Through the highways, till my shadow turns to sun rays.